cái đó. Cho nên á là chạy theo hoài, năn nỉ bà ngoại, kêu bà ngoại mua. Cuối cùng á, bà ngoại cũng tính mua mà mẹ Lan cản, mẹ Lan nói là không mua má ơi, này kia nọ. Tại cái này á, vàng này vàng giả, má không có biết, má không có mua cái này chi đâu. Xong cuối cùng bà ngoại không mua. Thì á, nó chạy theo này nọ thì nói mẹ Lan là phá phá việc làm, phá việc làm mà phá việc làm của nó. À, nói mẹ Lan là nếu mà không có mẹ của Lan á thì đã bán được cái vòng đó cho bà ngoại rồi. Mà mẹ Lan nói á, đây là má của tôi, đây là má ruột của tôi, má tôi không có mua, tôi không có cho má tôi mua chiếc vòng đó. Cái đầu hả, bà ngoại Lan với lại mẹ đi thì nó nắm tay mẹ của Lan lại, nó mới nói là đang chuyện của nó đang làm ăn mà đi vô đó phá này kia nọ đó. Rồi nó mới đánh mẹ của Lan, rồi nó kéo đồng bọn tới 2-3 người. Helen, mẹ tắt luôn á. Nó kéo đồng bọn 2-3 người tới, nó đánh mẹ của Lan. Trong khi đó thì Lan, con đã xuống nè. Trong khi đó là Lan ở Sài Gòn. Mẹ giận con đó, con ngồi con xem bình thường thôi. Trong khi đó Helen, con cười mà. Thì con đừng có cười nữa, chút xíu đi cười. Chút xíu. Mẹ, trong khi đó thì Lan đang ở Sài Gòn đó, cho nên là Lan phải nghe nói là đánh lộn này kia kia nọ, đánh mẹ Lan là bể đầu chảy máu này kia nọ đó, cho nên là Lan mới chạy về. Lan về tới thì mẹ Lan đã đi nhập viện rồi. Thì bà ngoại á, bà thấy đánh mẹ Lan nhiều quá cho nên là bà mới xỉu, bà mới ngất xỉu đi, thì mới chuyển bà ngoại đi cấp cứu luôn. Thì bà ngoại Lan đi cấp cứu á, ở trong cấp cứu đâu 1-2 tuần gì đó thì bà ngoại Lan mất luôn đó. Rồi bắt đầu á, rồi cuối cùng á thì bà ngoại Lan bị mất thôi. Không có chọn nữa, con ngồi con chọn Helen, chọn chọn không có được mẹ đó. Thì cuối cùng thì bà ngoại Lan mất xong rồi, bắt đầu á Lan là người chở mẹ của Lan đến cơ quan công an để mà chị Hạnh đó đền tiền cho mẹ Lan, tiền thuốc men này kia nọ đó, gây thương tích đó. Thì tới đó thì con nằm đó, con nằm ở chơi đi nè, hoặc là ngồi đây. Trong khi đó thì Lan vẫn còn ngồi ở trong công an để đợi, ngồi lúc nó ngồi đợi đó thì Lan vẫn còn ngồi trong công an. Thì mẹ Lan mới bỏ đi theo bà Hạnh đó, bà mới bỏ ra ngoài, mẹ Lan mới chạy theo bà, mới nói ủa sao mày không trả bồi thường tiền cho tao rồi đi đâu vậy, thì cái nọ vậy đó. Thì bắt đầu á, bà mới hắt cái tai ngang gì nè, thì mới trúng cái mặt của mẹ Lan. Sau đó thì Lan, cái đó thì Lan cũng nghe kể lại, là nghe mẹ Lan nói lại vậy thôi, tại lúc đó Lan còn trong công an thì Lan không có biết. Xong cái đầu á, mẹ Lan, Lan mới nghe tiếng của mẹ Lan lớn tiếng quá, và tiếng của bà Hạnh nó lớn tiếng ở bên phía bên chợ. Thì Lan chạy, vừa Lan nghe lớn tiếng quá, Lan chạy ra thì tới tới cổng công an thôi, thì mấy anh công an mới chặn Lan lại, nói thôi em đi vô đi để mấy anh giải quyết đó. Lan chưa có tới hiện trường nữa thì làm sao mà có vụ mà Lan đánh người, làm sao mà có vụ mà Lan đánh người mà chết người, sanh non đứa con trong bụng phải chết này kia nọ vậy, thì làm sao mà có chuyện đó đó. Hôm đáng lẽ Lan không có nói đâu, bây giờ nói lần này thôi nghe, không có nói nữa nghe. Làm sao có vụ đó, mấy anh công an đã cản Lan lại ngay chăn cửa công an rồi. Mấy anh công an, chính mấy anh công an là người cản Lan lại ngay chăn chỗ cửa công an rồi. Thì làm sao có vụ mà Lan đánh người chết người, đánh một người mang thai chết đứa con này kia nọ. Nếu mà Lan nói ra nghe nè, nếu mà Lan mà gây thương tích, Lan đánh người như vậy á, thì á, công an xã đã mời Lan lập biên bản Lan. Công an huyện, nếu đem xuống công an huyện đúng không, công an huyện đã mời Lan ra công an huyện rồi đó. Xong rồi đem xuống tòa án nhân dân huyện Bình Tân, đã mời Lan xuống công an huyện Bình Tân, tòa án nhân dân nữa rồi, rồi đem đi xuống dưới công an, đem đi xuống huyện, công đem đi xuống tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng không có mời Lan luôn. Ủa, mắc cười vậy, không lẽ giờ Lan quen ở công an xã đó, du di cho Lan rồi, không lẽ Lan quen luôn cả công an huyện, rồi Lan quen luôn cả tòa án nhân dân huyện, rồi Lan quen luôn cả tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn hả? Ủa, Lan đâu có khả năng mà quen biết nhiều dữ vậy mà họ không mời Lan. Nếu mà Lan có đánh người, nếu mà Lan đánh người mà chết đứa con trong bụng á, chết một mạng người chứ không phải là chuyện đùa nha, mấy thím, mấy bác,
nha. Mẹ làm ơn làm phước Helen bán cháu. Làm ơn làm phước á hả? Đừng đừng có mà kiếm chuyện với Lan nữa nha. Lan đã cảm ơn lắm rồi đó. Helen đứng sát một góc đó đó con ơi. Lan chỉ là một người bình thường thôi, đâu có quen biết nhiều vậy đâu nha. Lan nhắc lại cho mấy người biết nha, nếu mà nói Lan đánh người mà chết đứa con trong bụng á, cho Lan biết cái người công an nói Lan đánh người chết đứa con trong bụng đi nha. Và đi xuống dưới nhà Lan nè, nói chuyện với Lan nè nha. Đi xuống dưới nhà Lan nói chuyện với Lan nè, nói trực tiếp với Lan nè, chứ đừng có mà đứng sau, núp sau lưng, núp trong bóng tối nói này nói nọ Lan nữa nha. Lan nói cho mà biết, có ngon thì xuống nhà nói chuyện với Lan nè, nói trực tiếp với Lan nè. Lan đánh người chết người khi nào mà anh công an nào nói Lan là người đánh chết đứa con trong bụng? Anh công an nào nói cho Lan biết cái tên của anh công an đó đi. Mà Lan là người ở Tân Quế, Lan không phải ở Tân Lược, cho nên là Tân Lược với Tân Quế nó khác nhau nha. Lan ở Tân Quế không phải Tân Lược, hiểu chưa? Thật sự mà nói á, con của mấy người á, mấy người lo xong chưa? Cha mẹ già có lo xong chưa mà lo đi nói xấu Lan hoài vậy? Lo đi kiếm chuyện với Lan hoài vậy? Hả? Rảnh rỗi quá hay sao? Rảnh rỗi quá thì lo cho cha mẹ già đi, lo cho con cái mình đi. Nói mà không á hả, biết nghiệp chướng của mình, đi nói tào lao gì đâu không hả? Lan có đánh người mà hận ta không mời Lan hả? Công an xã không mời hả? Công an huyện cũng không mời luôn. Tòa án nhân dân huyện không mời luôn. Tòa án tỉnh Vĩnh Long cũng không mời luôn. Ủa sao kỳ vậy? Lan đánh chết người mà, Lan đánh chết người mà sao mà không mời Lan trời? Trời ơi, chết người là phải còng tay lại đem đi chứ không phải dặn dừa nghe. Chết người một mạng sống đó, một mạng sống của người ta đó chứ không phải là dặn dừa. Chân đây rồi, chân đây rồi, đây này, đây này. Mẹ có chuyện gì không ạ? Có chuyện gì không, ngồi xuống đây có chuyện gì không? Có chuyện gì không, con hỏi cô chú ơi, có chuyện gì không ạ? Hả? Có chuyện gì không? Có chuyện gì không hả cậu? Có chuyện gì không hả mẹ? Ngồi xuống. Trang đánh xấu. Ngồi yên mẹ cột tóc cái đã. Trang đánh. Con gì? Trang đánh anh hả chó. Con sợ không? Trang có sợ Trang đánh. Để Trang đánh để trả tiền ra. Đây mẹ ấy nè. Đây ướt lên đây. Cả nhà yêu, chúc cả nhà mới thật là vui vẻ nha, cả nhà yêu nha. Mấy cái đứa mà núp lùm á, công nhận đúng là căng. Chưa, từ từ để mẹ mở cho. Helen nói xin mẹ đàng hoàng, không thôi mẹ giận con. Xin mẹ coi sao. Con. Mẹ ơi. Mẹ. Con mẹ một miếng. Mẹ, ai chăm tao bấm cây taxi, ai taxi chăm bánh trứng gà đó mẹ ơi. Làm bánh là phải có trứng gà hả? Dạ, chăm bánh cho trứng gà mẹ cháu thị mẹ ơi. Con tao bấm cây con thị mẹ con thị con khỉ hả? Đây con thị